Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi chơi gì nhỉ? Plants and Zombies hoặc là Nổi Giận Modern Warfare 2. Ok, hôm qua mình đã cũng đã chơi thử cái game này rồi. Mà mình đã vượt qua cái màn một, đó là hộ tống thần cây, về với cái này Bring on Sand. Ok, game này rất là hay mọi người ạ. Game này kể về cho cái vùng đất của hoa quả và cây cối bị zombie tấn công. Game này dựa trên một cái tựa game rất là nổi tiếng, nó Plants and Zombies. Nhưng mà cái game đấy là đồ họa 2D, game này đồ họa rất là đẹp. Với lại hoa quả thì có thể di chuyển và bắn được. Ok, mình có cây mới này. Mình có thể lấy cây này, cây xương rồng. What? Ok, mình chọn cái xương rồng đi bắn rồi. Tập trước mình là hoa hướng dương và tập này mình sẽ là xương rồng. Ok, và đây là màn thứ hai. Game này thì game này là game phải mua mình ạ. Ok, con sai. Mình trồng cái Hello. Trồng tiếp con cua này. Wow, đây là quả quả gì đấy nhỉ? I don't know. Ok, mình chắc là cần ba người đồng đội liền. Ok, let's go. Abstract đâu nhỉ? Abstract. Plant garden before sau up. Yeah. Đang xem mọi người đừng quên. Uầy. Con này bắn. Pitchshot. Con này có khả năng đặt bom này. Ở đây plant. Trồng cái này. Planting. Yeah. Wow. Let's grow. Đẹp. Tí zombie nó tấn công. Là mình phải đẹp chỗ này. Defend. Trồng súng máy đi. Đúng rồi. Defend. Mình phải đẹp. Mình phải bảo vệ cái cây này. Rồi. Idol. Đặt cho nó quả bom này. Đặt tiếp quả bom nữa này. Hai quả. Trồng. Trồng súng máy luôn. Ôi, bọn nó đến rồi. Wow, sao mình lại biến thành củ hành này? Mình có thể biến thành củ hành, mình bay lên mọi người ạ. I know. Zombie đến rồi. Wow, mình như quả, mình như trực thăng luôn. Đã quá. Spike left control. Hạ xuống. Cái zombie tấn công nhỉ? Way 2. Wow. Fly power. Yeah. Bọn nó tấn công rồi. Bọn nó tấn công rồi mọi người. Wow. Con cua đấy ngon phết đấy. Trong hang ra. Chúng mày chết hết đi. Wow. Đây là pháo bắp ngô. Mọi người ơi. Wow. I know. Nó đến rồi. Ok, bảo vệ trong đây. Con này bắn không bằng hoàng dương hôm qua của mình. Yeah. Đã quá. Yeah. Bảo vệ. Tiêu diệt hết bọn zombie đi các anh em, những người anh em. Đây là mình chơi bản chơi thử thôi mọi người ạ. Một bản bản miễn phí chơi thử, được chơi thử 10 giờ mà mình cảm thấy rất cái này rất là hay. Cái này chơi rất là đã. Wow, mình không thể biến thành củ hành nữa mà bây giờ mình đã bị biến thành đấy rồi. Bên này không cần tường bảo vệ. Mình nghĩ là bên này. Đúng rồi. Nó đang tấn công. Đúng rồi. Đặt bom đây. Yeah. Đây mình có thể trồng thêm một cái nữa này. Trồng thêm một khẩu súng nữa. Yeah. Nó cầm cờ tấn công rồi.
Phúc zombie tấn công. Ô bọn nó bên này nữa. Wow bọn này có cả súng kinh thật. Mình phải xây tường bên này lại. Mày tấn công bên này thì chết. Ô bên này mình đặt một quả bom rồi. Wow có trận mới này. Ôi bọn nó xuống. Tấn công anh em. Đặt một quả bom này. Trồng súng máy. Ơ không trồng được súng máy, trồng súng này vậy. Mày láo mà. Ô wow. Thằng nào bắn kinh vậy. Trồng quả này vậy. Xây tường bên này lại. Xây tường bên này lại. Ô what không kín này. Cho quả bom vào đây. Ok. Ồ. Quay ba rồi. Wow. Có boss. Con này boss. Trời ơi boss. Trời ơi, chùm. Mình nghĩ là mình nên biến thành trực thăng. Wow. Sao? What? Sao mình lại thành cái này không? Wow. Không chơi. Giết anh em, giết nó đi. Rồi. Ô mà nó vào đến đây rồi này. Wow. Thằng. Mạnh. À trời. Nó cầm xô. Yeah. Item device. Mình vừa nhặt được một cái gì đấy. Nó cắn cả tường mình rồi. Mình này kinh thật. Còn hai con zombie nữa. Tiêu diệt nó đi những người anh em. Chết rồi. Một con nữa. Con đâu nhỉ? À, trong này. Mình sẽ vào sâu trong hang ổ của nó xem có gì nhá. Mày đứng đấy à. Mình sẽ đặt bom ở chỗ này. Mình sẽ biến được thành trực thăng rồi. Cho tiếp quả nữa. Let's get your off before. Hình như là qua màn rồi. Yeah, qua màn rồi. Cây xương rồng này bắn chán hơn cái cây hoàng hướng dương. Cái hoàng hướng dương bắn vẫn sướng hơn mọi người ạ. Return bay dài. Yeah, quest complete. Mình đã hoàn thành màn thi đấu thứ hai một cách rất là xuất sắc. Khi bảo vệ thành công được cái cây cầu vồng. Gọi là cây cầu vồng. Yeah. Như vậy là mình đã hoàn thành được. Mình có thư này. 3 cộng này. Wow, game này 15 ghi đấy. Game này rất là nặng. Mình có thư mới này. See more. Oh, to pitch. Còn thư dụ dỗ mình mua game. Left control. Space. Yeah. Rồi mình qua chỗ gara này mình gặp ông này. Miếng này củ hành này bán ngon. What? Cây xương rồng này bắn gai à? Đúng rồi, nó bắn ra gai xương rồng mình ạ. Wow, mạnh phết đấy. Ok, nếu mà mọi người cảm thấy thích game này thì có thể like và chia sẻ video để ủng hộ siêu nhân gameplay ra những phần ra những tập mới hơn nhá, để đón xem những tập mới hơn của game Plants vs Zombies. Là màn 3 này, tiếp tục là màn thi đấu thứ 3 này. Zit Flang, không biết toàn tiếng Anh khó quá trời. Deeper Boss, let's go. The Flang of Power, lá cờ của năng lượng à? À đây. Chắc là mình bảo vệ cái lá cờ này đây. Wow, zombie bên kia kìa. Chắc là mình phải bảo vệ cái lá cờ này. Nó tấn công kìa. Ui thằng này. Ngồi đánh nó đi. Ui. Uầy, mình nghĩ là mình nên đặt một quả bom. Hai quả. Ui, con này cầm cái gì đây? Vãi cả zombie điên ạ.
Đâu rồi, đâu rồi? Nó cứ ném cái này ra làm gì nhỉ? Mình không nhặt được. À, mình phải tấn công cái cứ điểm đấy. Mình biết rồi. Wow. Tí nữa thì chết. Đúng không ạ? Bắn bắn. Đây là mình, đây là mình tấn công, không phải là defender nữa, không phải là dep nữa. À, đây là cướp cơ. Vâng, of power. Đúng rồi, như vậy là mình đã chiếm được một căn cứ điểm của bọn nó. Wow, có một anh bạn Hoa Hướng Dương này. À, bây giờ lại bảo vệ cái chỗ này. Hành nổ hết cả cây rồi này. Hết cả cây rồi. Mình nghĩ là mình nên biến thành củ hành. Ui, trời ơi. Chúng mày. Mình thấy chữ e thế nào. Ui nhiều quá, zombie đang tấn công, tấn công. Wait, no. Hết súng rồi. Bây giờ mình trồng hoa hướng dương. Hoa hướng dương bắn đâu nhỉ? Bắn được chứ, bắn tốt được người khác ấy. No. Không phải tao lúc này. Fuck you. Wow, bắn thủng luôn sổ. Ôi, ăn mất cái chậu của mình rồi. No. Nhiều quá. Cho chúng mày có bom này. Nổ đi bom. What? Bom nổ. Nhưng mà cái xương rồng này nó được một cái rất là trâu rồi ạ. Nó rất là trâu. Cho những mày có bom vào đây. No. Yeah. Wow, mình defend xong mình được bao nhiêu là vàng này. Yeah, sướng quá. Phần thưởng cho những người giành chiến thắng. Đâu, fuck. Cái gì vậy? Wow. Cái gì rơi xuống vậy? Ôi, tổng tấn công rồi. What? Lên nào. What? Thôi, em xin. What? Gì kinh vậy? Thôi, xong đời mình rồi. Xong đời mình rồi. Chết mày đi. Đi ra nào, chạy nào. Hết đạn nữa chưa ạ? 13 tiết. Còn sống được không? 7 tiết. Wow. Xong đời mình luôn. Zombie hôn. The fuck. Respawn now. Tấn công. Mình nghĩ là mình nên tấn công con này luôn. Yeah. Quest. Well. Thua. Như vậy là mình đã thua và mình nghĩ mình nên chọn cái cây khác. Cái này là gì? Stick soap. Continue. Chán quá. Wow. Gip này. Mình có 4 món quà này. Open me. Yeah. Wow. No. Súng mới này. Wow. What? Được thêm open me. Wow. Picanon. Gatting boss. Bro zombie. Confirm zombie. Phải. Pew. Gì đây? Shutter unlocker. Và cuối cùng là gì đây? Đây là màn mình vượt qua, mình dẫn hộ tống cái thần cây về này. Wow, nhiều quá.
Hết rồi. Ok, mình nghĩ là mình nên đi thay cái cây mới, nhưng mà không biết thay cây ở chỗ nào. Ops. Solo op. Map any difficult. Chơi luôn. Thế à? Bây giờ mình không đi chơi nhiệm vụ nữa, mà mình bây giờ mình lại chơi cái kiểu đánh nhau ấy, mình tự sáng tạo ra để mình đánh nhau ấy. Xem nào. Có hay không? All Star. Set touch. Set touch là zombie touch đấy. Mình sẽ lấy súng mới này. Hú hú. Súng này ngầu phết. Không chọn được súng khác à? What the fuck, chọn luôn thằng này. Yeah, hello. Anh là cây quái dị đấy. Mình phải defend chỗ này, đẹp chỗ này. Oh. Then hero. Yeah. Xin chào hero. Xin chào hero. Xin chào người bạn. Chào các bạn, đây là những người anh em của mình. B plan. Let's go, let's go. Theo anh nào. Cái này có khả năng độ thổ. Đã qua, đã qua. Wow, tuyệt chiêu nó này. Let's go nói em. Đây đây. Để mình trồng mà mình bảo vệ cây này. Như hình như là thế. Yeah. Zombie tấn công à? Ngoài. Ở đấy có những người anh em của mình rồi. Không sợ. Không phải sợ. Ok. À đây. Ngoài. Defend. Phòng thủ cái này. Yep. Zombie. Coming. Zombie đang đến. Chúng mày này. Hết cây rồi em ơi. Không biết cây này có bắn được không. Nào, đi tiêu diệt phần zombie nào. Chạy độ. Con này chỉ để cắn thôi, con này lại gần để cắn. Đi đằng sau à, mày đi đằng sau à? Mày láo tôm nó cả. Ui, trên này mà sao để nó thoát em, chết rồi, lên đây chết luôn. Đâu rồi. Con này là cắn. Mình sẽ xông phi vào một đống zombie này, mình sẽ cắn. Mày này. Lại về đây đẹp. Vòng 2 đến rồi mọi người ơi. Vòng 2. Tiếp theo sẽ là vòng 2. All plan trông luôn. Có zombie bên này. Chúng mày. Chơi với anh à. Đâu bọn nó đâu. Hết cây rồi em ơi. Còn mình cái hoa súng này chẳng làm gì. Chẳng gì được cái gì. Perfect way. Wow. Màn hoàn hảo. Ôi, ăn hết cây rồi. Vâng, như vậy là em đã hết cây rồi ạ. Wave 3. Vòng 3 sẽ bắt đầu sau 2 giây nữa. Hello. Ông này là ông gì nhỉ? Có cả camera kìa. Bọn zombie đến rồi. Tập trung này em.
Ui, nó đến nơi rồi, nó đến nơi rồi. Nó đến nơi rồi, nó đến nơi rồi. Wow, nó đội mù, nó sống dậy này. Sao, chúng mày làm sao mà sống được hả? Làm sao mà sống được? Đâu, đâu, đâu. Trong nhà, trong nhà, trong nhà. Anh em ở trong nhà. Đâu mà nhiều vậy? Ở đây, ở đây. Chúng mày cắn hết. Cắn hết, cắn hết, cắn, 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 cắn. Con này không thể sống được. Hết cây rồi. Hết cây rồi. Nhìn trong nhà đấy anh em ơi. Đúng rồi, không có ai tấn công ở trong nhà. Quản phát mất đầu luôn ạ. Đâu rồi, đâu rồi. Wow. Tấn công. Phá hủy trụ đấy. Phá hủy trụ đấy. Wow, yeah. Mình đã phá hủy được cái bom này. Ôi chạy 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 Zombie cướp biển, zombie cướp biển, zombie cướp biển, zombie cướp biển. Chia. Nét nhau, nét nhau. Oh, mình có khả năng độ thổ đây. Let's go. Mười bốn, mười bốn, mười bốn. Sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Muốn tấn công bên nào đây? Sẽ đi tìm con tướng của nó. Ôi, mình có thể độn thổ mình cắn này. Mày, mày, chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Chết chưa? Hình như bọn nó chui vào đây rồi. Ồ, TV zombie. TV zombie. Đâu rồi, đâu rồi? À, bên này, bên này. Shit, con máu to quá. Chạy đâu. À, phun cái này là slow mình ạ. Chỉ cần cắn một phát thôi con này. Chỉ cần cắn một phát thôi. Cần cắn một phát thôi. Yeah. Cần cắn một phát thôi. Ngoài. Ha ha. À, tấn công căn cứ điểm của bọn nó luôn. Chạy à, bắn nó đi, chết rồi. Wow, cần cứ điền của bọn, ôi quên năm rồi. Wow, lâu hết vậy. Judom hand spin mission, ai được luôn. À, quay, đây là quay. Wow, zombie. Nó quay zombie mọi người ạ. Aha, mình được 250 xu. Ok, quay 4 mã quay 5 bắt đầu. Bot quay. Đâu rồi. Sau này mình sẽ độn thổ xuống và mình sẽ tiêu diệt bọn nó. Chúng mày ở đây. Bot à. Ui, trên lưng nó lại còn một cái thằng nào. Chạy. Wow, anh em đâu, hỗ trợ mình nào. Wow, gì vậy? Kinh quá. Mày giật xét anh. Giật. Wow, stun. Yeah. Wow, chơi con này luôn. Mày con này nữa. Con này nữa, anh sẽ đổi thủ anh sẽ chơi nó. Anh chơi nó, mày nuốt luôn ạ. Wow. Mình đang ăn. Chơi luôn. Khô máu của mày luôn. Yeah, wave complete.
16 sẽ bắt đầu 2-3 giây nữa. Sau 2-3 giây nữa sẽ là màn thi đấu thứ 6 của Sinh Gameplay của mình quá à, sợ. Ok, 16 sắp bắt đầu. Tấn công nào, tấn công nào, tấn công nào. Chọc, chọc, chọc. Chọc, chọc, chọc. Chọc, 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 chọc. Mày, mày, mày. Mày à em. Lại đây, lại đây. Lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây. Defend, defend, defend. Có boss tấn công, có boss tấn công. Wow, con cua này có thể lăn một vòng luôn. Ui, boss boss to kìa, boss to kìa. Mình thử nốt con boss to này nhá. Mày. Hết cây rồi, hết cây rồi. Chạy kìa. Tun ạ. Mày một cái thôi. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đâu. Con này, chạy. Chạy đâu. Đúng rồi. Hết con đi. Giết đường con đấy đi, còn một con nữa thôi mọi người. Perfect quay. Quay bảy. Bao nhiêu người mới hết luôn, mới hết cái trận thi đấu này đây. Ôi. Rồi rồi rồi. Hai con boss liền. Defend, 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 defend. Ui ui ui. Ui ui. Bọn này bọn đánh bom liều chết. Ui, cướp biển ạ, cướp biển ạ, cướp biển à, cướp biển à, chết đi em, chết đi em. Chết đi em, chết đi em. Ui, đang còn lòi cái tay ra kìa. Mày, chết đi. Ôi, anh em defend bên này đi. Tấn công nhiều chỗ quá. Cầm cái này, mày chắn này, mày chạy không? Đập hoa của anh. Đập hoa anh ạ, đập hoa. Đập. Đập hoa của anh à, đập hoa của anh à. Còn đứng đấy mà nhìn, còn đứng đấy mà nhìn. Đấy, đứng đấy mà nhìn. Mình không đủ cây để trồng, mà trồng hai khẩu súng ở đây nó thì ngon. Nó sẽ không tấn công được vào Garden Hill của mình. Đang bị tấn công. Thôi, như bị tiêu diệt rồi. Hình như tên tấn công Garden Hill của mình bị tiêu diệt rồi. Rồi, perfect way em. Oh, trên một cái cây đẹp bên này rồi. Cái cây bên này đang còn. Way complete. Vãi. Ngáo ạ. Wow, mình là cua này. Yeah. Có thể biến thành con cua cam. Chạy à, chúng mày chạy à? Chạy đâu, chạy đâu. Ăn hoa của anh, ăn hoa của anh à. À đây, đây là tiền. Tiền đỡ. Wow, zombie. Fuck, zombie trầu vai. Wow, có bom nữa kìa. Ôi 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 ôi. Chúng mày, chúng mày, chúng mày, làm gì? Làm gì? Wow, way complete. Way 9. Thế bao giờ mới hết way đây? Tấn công lên với bọn nó luôn. Chạy đâu, bên này, bên này, bên này, bên này.
bom cam này, có một loại cuốn quá. Ôi, tổng nó đập mình. Trái nòng rồi. What? Ui. Mày robot mới mày kìa. Mày chết đi. Ô, cây kìa. Quá, wow, mình đổi với thằng, mình swap với cái thằng này và mình lại biến thành cua cam, và thằng kia lại biến thành cây cắn, cây ăn thịt. Bảo vệ bên này. Trong này gì? Có cái xác zombie mà bọn nó cứ đi lên đi xuống suốt. Sắp hết rồi, cuối 9 mình sắp thắng rồi. Brand Foods. Mày. Lâu chết nhờ. Hello anh bạn. Quay 10 chắc là rất là nhiều đây. Kim cương. Và tiếp theo sẽ là kim cương. I don't know. Jackpot quay. Ok, được chưa? Chơi nào. Rồi. Chạy đâu. Bác sĩ điên. Chú đang chạy, đang... nòng đang rất là bị nóng, rất là nóng, cho nên là ôi nó trên kia kìa. Tiêu diệt nó. Nó vào đến đây rồi. Wow, con boss khủng bố này. Mày bắn lại mày. Cháy nào. Yeah. Như vậy mình đã tiêu được con boss to rồi. Ôi mình mệt quá. Chắc là mình cũng mệt. Xin phép dừng video ở đây thôi. Rất là sorry mọi người. Mình không thể chơi hết được cái màn này, nhưng mà mình mệt quá rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Nhớ theo đăng ký theo dõi Siêu Nhân Gameplay để đón xem những phần chơi Plants and Zombies Modern Warfare. Những video mới nhất về Plants and Zombies Modern cái gì Warfare nhỉ? Quên mất rồi. Wow, bán xong con này mình sẽ kết thúc video nha mọi người. Wow. Xuống chơi luôn. Bật giáp lên chơi luôn. Oh, bán giáp mất giáp rồi. Wow. Chơi với anh à. Đâu đồng đội, đâu ra chơi con này nào. Mày trâu à. Chết được rồi em ơi. Yeah. Ồ, như vậy là mình đã hoàn thành 10 quay luôn. Ok, bye bye mọi người nhá.